Đo qua đã xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 8 tại Hà Nội vì mâu thuẫn với bạn trong lúc chơi bóng rổ đã bị đánh gây chấn thương sọ não nặng dẫn tới chết não. Sự việc đau lòng này cảnh báo hậu quả của vấn nạn bạo lực ở tuổi thanh thiếu niên đang diễn ra hiện nay. Bên cạnh đó, việc chấn thương sọ não nặng khiến nam sinh bị chết não, vậy trong y văn chết não là gì và có khả năng hồi phục hay không? Chết não là tình trạng mất hoàn toàn chức năng của não và thân não. Thân não là một phần của hệ thần kinh trung ương, nối giữa hai bán cầu não bộ và tủy sống, có chức năng dẫn truyền các tín hiệu thần kinh từ não ra ngoại vi thông qua tủy sống. Bên cạnh đó, thân não chịu trách nhiệm điều chỉnh hầu hết các chức năng tự động của cơ thể cần thiết cho sự sống bao gồm hô hấp, tuần hoàn nhịp tim và huyết áp và điều hòa thân nhiệt. Do vậy, thân não đóng vai trò quan trọng trong các chức năng cốt lõi của não như ý thức, nhận thức và chuyển động. Sau khi chết não, não bị tổn thương hoàn toàn, vĩnh viễn và không có khả năng hồi phục. Người bệnh còn nhịp tim là nhờ có thuốc hỗ trợ và còn thở được theo máy thở nhân tạo. Khi không có phương tiện hỗ trợ, các cơ quan tim, phổi, gan thận sẽ ngưng hoạt động. Có thể do một hoặc phối hợp nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lượng máu hoặc oxy cung cấp cho não bị ngưng lại. Ngừng tim, khi tim ngừng đập kéo dài khiến cho não bị thiếu oxy và máu. Tắc mạch máu não lớn, cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu cung cấp cho não, khiến não bị tổn thương phù nề, tăng áp lực nội sọ dẫn đến vòng xoáy bệnh lý, xuất huyết não làm tăng áp lực nội sọ hoặc lượng máu lớn gây chèn ép thân não, chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông bị đánh hoặc bị ngã, nhiễm trùng não như viêm não. Kết luận một bệnh nhân chết não là việc làm mang tính pháp lý và đòi hỏi sự chính xác cao. Chết não được xác định thông qua việc sử dụng phối hợp nhiều thông tin khác nhau, bao gồm các triệu chứng lâm sàng, các thực nghiệm lâm sàng, phương pháp cận lâm sàng và thời gian chết não được Bộ Y tế quy định. Thật khó để người thân chấp nhận việc người bệnh vẫn có nhịp tim, có mạch đập, thậm chí da vẫn hồng, tay còn ấm, có vẻ như đang ngủ mà tuyên bố là đã chết. Tuy nhiên, khi người bệnh chết não, điều đó có nghĩa là não không còn hoạt động với bất kỳ khả năng nào và sẽ không bao giờ hoạt động trở lại. Sự khác biệt với trạng thái thực vật và hôn mê là thân não vẫn còn hoạt động trong trường hợp này, nghĩa là một số dạng ý thức có thể còn tồn tại, người bệnh có thể thở mà không cần trợ giúp và họ vẫn có cơ hội hồi phục dù rất mong manh. Trong một số trường hợp, người ở trạng thái thực vật có thể vẫn bộc lộ một số cảm giác phản ứng được phát hiện bằng cách quét não mặc dù không thể tương tác với môi trường xung quanh. Trong trên não tổn thương là vĩnh viễn và không thể hồi phục. Hiện nay chưa có bất kỳ trường hợp nào trong y văn đã được chẩn đoán chết não mà có thể hồi phục. Tim là một phần của hệ thống thần kinh tự chủ và do đó có khả năng đập độc lập với não miễn là được cung cấp đủ oxy. Tim sẽ ngừng đập khi tất cả các hệ thống của cơ thể bắt đầu ngừng hoạt động ngay sau khi não chết. Một khi quá trình này đã bắt đầu thì không thể đảo ngược được. Hỗ trợ cơ học do máy thở cùng với thuốc hỗ trợ giúp oxy đi đến các cơ quan, trong đó có tim, gan, thận. Do tim còn đập nên máu vẫn lưu thông, tuy nhiên, máy thở không giữ cho bệnh nhân sống sót, chết não là không thể đảo ngược và được công nhận về mặt pháp lý và y tế là cái chết. Nó chỉ đơn thuần giữ cho các cơ quan có thể tồn tại cho đến khi chúng có thể cấy ghép vào cơ thể khác, nhưng cũng chỉ duy trì được trong thời gian ngắn, sau đó các cơ quan sẽ ngừng hoạt động, lúc này người bệnh sẽ chết về mặt sinh học, ngừng tim và ngừng thở. Một người chết não được pháp luật xác định là đã chết họ không có cơ hội phục hồi vì cơ thể không thể tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của máy móc. Sự việc đau lòng trên cho thấy, chỉ một vài hành động trong lúc hiếu thắng, trẻ thanh thiếu niên có thể gây ra hành vi nguy hiểm, thậm chí là đoạt mạng sống của chính bạn bè mình. Đối với trẻ em gây ra hành vi phạm tội, ngoài bản án pháp luật thì cũng sẽ chịu ám ảnh về tâm lý và sự dằn vặt suốt quãng đời về sau. Do vậy, cần có các biện pháp giáo dục hành vi cũng như kỹ năng sống cho trẻ thanh thiếu niên, đặc biệt trong giai đoạn trẻ có biến đổi về tâm sinh lý khi vào tuổi dậy thì. Những ngày vừa qua, vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T. 5M, 16 tuổi, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. M, bị cáo buộc là người đã đánh nam sinh n H. D. 14 tuổi, học sinh lớp 8, chú quận. Long Biên, khiến D. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 29 tháng 3, chúng tôi đã có mặt tại khu vực sân bóng tại đỉnh Lệ Mật, nơi xảy ra sự việc. Theo quan sát, khu vực sân đỉnh có diện tích khá rộng là nơi để người dân quanh khu vực đến tập thể dục, thể thao vào mỗi buổi chiều. Đặc biệt, Tại khu vực sân bóng rổ nơi xảy ra vụ việc đau lòng nói trên không có camera an ninh. Phía bên ngoài cổng đình có vài chiếc camera, tuy nhiên không nhìn được vào bên trong sân bóng rổ vì bị cây xanh che khuất. Sau khi xảy ra vụ việc nam sinh bị đánh, khu vực sân đình lệ mật cũng vắng người qua lại hơn so với thường ngày. Theo quan sát, thỉnh thoảng có vài tốp học sinh hoặc nhóm người đứng tụ tập ngay bên ngoài ngôi nhà đứng nói chuyện, bàn tán xong đó di chuyển đi. Những ngày qua, vụ việc cháu NHD, nam sinh lớp 8 quê ở Phú Thọ, bị đánh khi đang chơi bóng rổ ở trường quận Long Biên, Hà Nội, dẫn đến chết não đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Cháu đây đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ngày 30 tháng 3, tìm đến ngôi nhà của hai mẹ con cháu đê sinh sống ở khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Căn nhà cấp 4, vốn là nhà bố mẹ đẻ của chị L, nằm tại một khu vực hoang vắng. Mới đây bố mẹ chị cơi nới thêm hai gian nhà cấp 4 để hai mẹ con tá túc khi về. Tuy nhiên căn phòng chưa được lắp cửa thì xảy ra vụ việc đau lòng. Anh Nguyễn Văn Long, cậu ruột của cháu đây cho biết, chị L lấy chồng quê ở Thái Bình, hai vợ chồng thuê trọ, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Năm 2020, chồng chị L mất vì tai nạn lao động, bỏ lại hai mẹ con. Chị L bán hàng rong một mình nuôi cháu D. Cảnh tha hương cuộc sống đã vốn không dễ dàng, nay lại càng khó nhọc hơn. Anh Long chia sẻ, Nhà tôi hoàn cảnh rất khó khăn, bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy, cả nhà cũng chỉ mong có phép màu cho cháu đê được khỏe trở lại. Anh Long hàng ngày đi làm để kiếm thêm thu nhập, mong có thể giúp thêm chị gái. Anh kể, bố tôi có tiền xử bệnh lao. Vài ngày trước khi nghe tin cháu đê bị đánh phải nhập viện và đọc được thông tin trên mạng xã hội, ông cũng nghĩ nhiều quá nên lại đổ bệnh. Hiện giờ ông được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Ông Vi Tiến Cường, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương cho hay, cách đây vài tháng cháu Đê và mẹ chuyển hộ khẩu về với ông bà ngoại tại khu 16 Vạn Thắng. Thế nhưng hai mẹ con chưa kịp về, giờ đã xảy ra cơ sự thế này. Ông Cường nói, cả gia đình chị L rất hiền lành, sau khi xảy ra vụ việc ai cũng thương xót. Về tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân NHD vẫn đang được điều trị hồi sức tích cực. Cháu vẫn đang hôn mê, phải hỗ trợ thở máy. Chúng tôi tiếp tục áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực. Chưa thể nói trước được điều gì. Cũng theo nguồn tin này, trưa ngày 29 tháng 3, khi trao đổi với bác sĩ trực về những thay đổi của D so với thời gian điều trị tại các cơ sở y tế Hà Nội, người nhà bệnh nhân cho biết những ngày trước, nam sinh không có phản xạ. Tuy nhiên hiện tại, cậu bé đã có phản xạ khi được tác động nguồn tin cho biết, ví dụ như người nhà cấu vào chân, cháu có dấu hiệu co chân lại, nghĩa là có phản xạ, còn lại cháu chưa có dấu hiệu gì khác biệt. Hiện mọi chăm sóc y tế của bệnh nhân phụ thuộc vào thầy thuốc và sự hỗ trợ của người nhà. Nam sinh được ăn qua son và đường tĩnh mạch. Chiều 29 tháng 3 về tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện bệnh nhân NHD vẫn đang điều trị hồi sức tích cực. Đại diện bệnh viện nói, Cháu vẫn đang hôn mê, phải hỗ trợ thở máy, thầy thuốc tiếp tục áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, chưa thể nói trước được điều gì về diễn biến sức khỏe cháu bé. Cũng theo nguồn tin này, trưa 29 tháng 3, khi trao đổi với bác sĩ trực về những thay đổi của bé D so với thời gian điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Nội, người nhà bệnh nhân D cho biết những ngày trước nam sinh không có phản xạ, dạ. tuy nhiên hiện tại cậu bé 14 tuổi đã có phản xạ dạ khi được tác động. Nguồn tin cho biết Ví dụ, khi người nhà cấu vào chân, trẻ có dấu hiệu co chân lại, nghĩa là có phản dạ. Còn lại, trẻ chưa có dấu hiệu gì khác biệt. Hiện mọi chăm sóc y tế cho bệnh nhân phụ thuộc vào thầy thuốc với sự hỗ trợ của người nhà. Nam sinh được ăn qua suôn đê và đường tĩnh mạch. Trước đó, ngày 27 tháng 3, bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bé trai NHD, 14 tuổi. Đây là nạn nhân trong vụ nam sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch. Như đã đưa tin, ngày 27 tháng 3, Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với TVM, sinh năm 2008, ở quận Long Biên, Hà Nội, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo Công an quận Long Biên, ngày 19 tháng 3, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình cháu NHD, sinh năm 2010, ở quận Long Biên, về việc cháu D đang chơi tại sân đỉnh Lệ Mật, phường Việt Hưng, bị đánh trọng thương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Long Biên xác định khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3, cháu TVK sinh năm 2012 ở quận Long Biên chơi tại khu vực Đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu NHD tát vào mặt. Cháu K chạy đi gọi anh trai là TVM, 16 tuổi, để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi hai anh em đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố là anh TVT. Sau khi nghe kể lại sự việc, anh Tê chở hai con ra sân đình lệ mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình lệ mật, anh Tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy. Sau đó anh Tê quay xe định ra về. Lúc này anh Tê thấy cháu mờ chạy vào đấm làm cháu đê ngã ra đất. Anh Tê vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, anh Tê trở lại khu vực sân Đình lệ mật thì thấy cháu D có biểu hiện chóng, mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu D bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Ngày 27 tháng 3, gia đình chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị. Sáng ngày 28 tháng 3, về lại khu vực Sân Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, nơi xảy ra sự việc nam sinh bị đánh chết não, theo quan sát, khu vực sân chơi ở đây khá rộng rãi, cạnh đó là hồ nước được bao phủ bởi những tán cây lớn, cách mặt đường nơi có khu vực dân cư một đoạn vài chục mét. Chính vì thế, hôm xảy ra sự việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não, không mấy người dân ở gần đó chứng kiến. Nói về gia đình cháu TVM bị can đánh nam sinh NHD, một người dân sống ở đây cho biết Khoảng gần 10 năm trước, bố mẹ mờ đã đường ai nấy đi, thiếu thốn tình thương của mẹ, mới sống cùng ông bà nội, bố và em trai kể từ đó tới nay. Một người dân chia sẻ, anh Tê làm nghề chụp ảnh thuê cũng nhiều năm nay, bình thường anh ấy rất hài hòa với mọi người ở đây, chẳng ai chê trách điều gì, hôm vừa rồi xảy ra sự việc ấy ai cũng bất ngờ. Cách khu vực sân đình lệ mật không xa là ngôi nhà ba tầng của gia đình mờ. Người dân cho biết từ khi xảy ra sự việc, căn nhà này gần như cửa đóng thèn cài. Công việc kinh doanh làm ăn của gia đình đã phải gác lại. Những người trong nhà trở nên sống khép kín, không giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Một người hàng xóm nói, thường ngày gia đình anh Tê sống rất chan hòa với hàng xóm. Hai con trai là cháu ca và cháu mờ, ngoan ngoãn lễ phép với mọi người. Tôi nghĩ chuyện hôm trước chỉ là bộc phát của các cháu ở tuổi mới lớn. Đứng ở góc độ khách quan thì cả hai bên đều đáng thương vì một chút mâu thuẫn trẻ con mà để lại những hậu quả nghiêm trọng. Thật đáng buồn. Ông Trần Như Tiến, tổ trưởng tổ dân phố số 6, phường Việt Hưng cho biết Ở địa phương, mọi đường lối chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, gia đình anh Tê đều chấp hành tốt, không để ai phải phàn nàn điều tiếng gì. Ông Tiến nói, trước đây anh Tê làm nghề tự do, hơn 10 năm trở lại đây, anh ấy về nhà mở cửa hàng ảnh viện áo cưới, nhận chụp ảnh thuê cho mọi người. Tôi cho rằng, với ngày này, con người họ sống thuần tính lắm. Con trai của anh Tê là cháu mờ cũng vậy. Trước tới giờ, không làm ảnh hưởng gì tới người dân xung quanh. Chỉ có điều cháu mờ sống thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ. Sau vụ việc, có một số người quá khích đã ném gạch trứng vào cửa nhà anh Tê. Phương đã phải lắp camera trước cửa nhà để theo dõi. Tôi mong mọi người nên bình tĩnh, không nên hành xử thiếu văn minh như vậy.